Ê, hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của đại Graphic Design trong bài học và chia sẻ hướng dẫn ngày hôm nay về các cái, uh, bài học liên quan đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng uh, thiết kế hình ảnh uh, video. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái app khá là hay uh, trong cái um, nhóm app của online đó là Photo các bạn nhé. Uh, trong cái uh, uh, các cái nhóm ứng dụng của online thì có cái Photo Loop thì các bạn đã biết rồi nó khá là nổi tiếng. Các bạn có thể vào trong cái uh, kênh của mình các bạn xem cái cách hướng dẫn sử dụng cái công cụ của, uh, Photo Loop. Đấy. Uh, Photo Loop là một cái công cụ mà giúp các bạn tạo những cái ảnh động ở uh, mây trôi hoặc là những cái uh, hiệu ứng uh, chuyển động rất là đẹp mắt và uh, uh, là và hot. Thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ đấy là các bạn à, chỉnh sửa các cái hình động, hình ghép hoặc video, tạo các video từ những cái hình ảnh của các bạn, hình ảnh tĩnh. Hôm nay mình sẽ uh, hướng dẫn và giới thiệu các bạn cái công cụ PhotoForge này giúp các bạn chỉnh sửa ảnh này, và blend màu cho cái hình ảnh của các bạn nó khá là chất lượng. Uh, đầu tiên là các bạn lên trên các trang uh, store À, ví dụ như App Store hoặc là Google Play Để các bạn download, tải về tự nhiên thì mình lưu ý với các bạn Đây là một cái bản tính phí của các bạn nha Các bạn có thể mua cái gói này hay không là tùy với các bạn à, Nếu như các bạn chưa chắc chắn Thì các bạn có thể xem cái video của mình Để các bạn xem cái chất lượng của cái app này như thế nào Thì các bạn có thể quyết định mua cái app Để dùng premium à, Nhiều cái uh, uh, Full hơn à, Sau khi các bạn cài đặt xong thì nó có một cái con Con, con, con cáo như này uh, Ford như này thì các bạn bấm lên để tiến hành khởi động cái màn hình um, giao diện chính. Thì ở đây là cái app mà các bạn có thể uh, mua này, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể bấm vào shop để các bạn mua cái gói này Khi các bạn uh, mua cái gói này thì các bạn trả tầm độ 70 000 nghìn các bạn nhá. Uh, thì các bạn có thể sử dụng được uh, 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 các bạn có thể bỏ qua các cái quảng cáo này. Các bạn nhìn thấy cái quảng cáo đây ở phía dưới đây này. Các bạn muốn xóa quảng cáo này các bạn mua cái gói này uh, 69 000 nghìn hoặc là các bạn có thể truy cập vào trên 200 cái bộ lọc này, 500 cái hạt 40 cái trên 40 cái frame hoặc 60 cái overlay cho cái hình ảnh của các bạn à, thường xuyên update. Đấy thì mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi. Bên tay trái của các bạn thì nó có một cái cửa sổ text photo. Thì cái này nó sẽ um, giúp các bạn chụp cái hình ảnh của các bạn để các bạn à, blend luôn đúng không? Ví dụ mình chụp cái hình ảnh này và mình mình tiến hành blend. À, giờ. Rồi đây là cái mà sẽ giúp các bạn có thể chỉnh sửa được cái um, à, chụp hình và chỉnh sửa ngay à, cái mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn là không phải là cái um, công cụ này à, mà là cái uh, gallery nó sẽ giúp các bạn chỉnh sửa cái hình ảnh đầu tiên các bạn bấm vào gallery đúng không ạ thì các bạn vào trong cái gallery để tìm cái hình ảnh các bạn cần chỉnh sửa ví dụ bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh để mình chỉnh sửa cho các bạn thấy à, các bạn có thể vào trong album để tìm một cái hình ảnh trong cái album mà các bạn lưu À đấy, ví dụ như mình sẽ tìm một cái hình ảnh trong cái nhóm này. À, các bạn nhá. Mấy cái hình ảnh này thì mình cũng chụp từ điện thoại thôi. À, mình sẽ chỉnh ảnh cho các bạn thấy được cái công cụ này. Chẳng biết chọn cái hình nào để chỉnh sửa cho các bạn thấy. Rồi ví dụ mình chọn cái hình này các bạn nhá. À, cái hình này mình chụp bằng cái D612 tuy nhiên là nó cũng được đẹp lắm mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái công cụ này đầu tiên là cái chân form các bạn này các bạn bấm vào chân form thì nó sẽ giúp các bạn thứ nhất là các bạn có thể xoay lật này được chưa à, xoay một góc bao nhiêu độ đây hình như là chỉ được tầm khoảng 45 độ thì vậy nhá à, cái công cụ này nó không phải là giúp các bạn xoay một 360 độ đâu nó chỉ xoay tầm khoảng 45 độ thôi để làm gì để giúp các bạn có thể canh chỉnh lại cái đường chân trời làm sao khi các bạn chụp hình nó bị méo bị nghiêng góc thì các bạn sử dụng công cụ này để các bạn xoay các bạn nắm giữ vào giữa cái điểm này này các bạn xoay làm sao cho hình của các bạn nó cân bằng được để các bạn cắt một cái bố cục đúng không cái thứ hai nữa là các bạn có thể lật cái hình ảnh này cái thứ ba là các bạn có thể xoay cái hình ảnh theo một chiều ngược kêu đồng hồ 90 độ được chưa hoặc là các bạn có thể dùng cái công cụ free này để các bạn cắt cúp cái hình ảnh của các bạn làm sao mà cái ảnh của bạn thích hợp nhất đẹp nhất đó. Ví dụ như mình cắt cái này hoặc là các bạn có thể chọn các cái tỷ lệ khác nhau như là square này à, là cái tỷ lệ hình vuông mà giúp các bạn có thể upload lên trên các trang mạng xã hội như là Instagram hoặc mấy tỷ lệ 16:9, 4:3, 3:4 các bạn nha. Các Bạn có thể chọn một số cái tỷ lệ đây. Sau khi xong cái phần chân form thì các bạn có thể check để kết thúc cái việc mà cắt cúp cái hình ảnh của các bạn. Ví dụ bây giờ mình có một cái hình ảnh này rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ tiến hành tạo các cái bộ lọc cho cái hình ảnh của mình. Tức là cái filter các bạn nhé. Trong cái filter thì nó có rất nhiều cái bộ lọc màu. Cái reset giống như cái reset đấy các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng cái reset này một cách dễ dàng. Bằng cách bấm vào trong một trong những cái nhóm này. Ví dụ như rin phim. Khi các bạn bấm rin phim thì nó hiển thị rất là nhiều cái này. Đấy. Rất là nhiều cái màu sắc. Tuy nhiên thì những cái màu miễn phí ở đây nó cũng không được nhiều lắm Các bạn muốn sử dụng uh, ở những cái bản uh, nhiều màu hơn nữa thì các bạn có thể mua cái gói như lúc nãy mình đã nói rồi uh, Hoặc là các bạn có thể lên trên mạng để tìm các cái bản APK để cài đặt cho cái app của các bạn uh, sử dụng miễn phí đã được mod rồi Đấy các bạn có thể, tuy nhiên thì cái bản apk thì các bạn chỉ cài đặt cho android thôi còn ios thì các bạn không cài được vì hệ điều hành ios nó bảo mật cực cao các bạn khó có thể sử dụng được thì ở trong đây các bạn có thể mua các cái màu này trong đây cũng còn rất là nhiều cái màu mà các bạn có thể mua để sử dụng full các bạn nhé hoặc là các bạn chọn chuyển sang các cái nhóm khác để các bạn tìm cho mình một cái màu Đấy. các cái nhóm khác này có rất nhiều cái nhóm để các bạn cái sử dụng màu nhìn cái màu miễn phí nó không có được nhiều các bạn nhé. À, ở đây à, ví dụ như các bạn không sử dụng được cái màu miễn phí thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à chọn một cái màu nào đấy hoặc là các bạn có thể tự chỉnh bằng tay. ở đây cái công cụ này nó cũng khá là mạnh cho các bạn có thể tự động chỉnh bằng tay. ví dụ như các bạn chọn cái app cái cái reset này đúng không? Đấy, reset này cũng khá là ok rồi này. Đấy, mình sẽ chọn cái reset này. sau khi mình chọn cái reset này thì mình check để ok chọn cái reset này. tiếp theo là nó sẽ có một cái panel lại check các bạn nhé. Các bạn này chất này nó sẽ giúp các bạn có thể chỉnh sửa bằng tay được tất cả mọi thứ à, từ màu sắc ánh sáng, độ sắc nét rồi vân à, vân, độ bão hòa của màu. Thì các bạn nên nên nghĩ suy nghĩ như thế này này, cái, các reset ở bên ngoài này các bạn này, cái reset này thì nó được tạo từ đâu? À, nó sẽ được tạo từ cái chất này các bạn nhé. À, tuy nhiên thì đối với những cái bạn mà không quen uh, chỉnh sửa bằng tay thì các bạn không chuyên nghiệp ấy thì các bạn có thể sử dụng cái này có sẵn đấy người ta bán người ta ngồi ta, người ta, uh, chỉnh sửa các cái này có sẵn để người ta bán cho các bạn đấy tuy nhiên thì các bạn có thể vào trong này để các bạn chỉnh sửa bằng tay cũng ra được những cái màu thế nếu như các bạn biết được các cái công cụ các tính năng của công cụ đấy nó uh, có tác dụng như nào thì các bạn có thể chỉnh sửa được bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái công cụ này làm chủ các công cụ này để các bạn làm việc đầu tiên là các bạn chọn cái brush này sẽ giúp các bạn kiểm soát được ánh sáng cho cái hình ảnh của các bạn ví dụ cái hình ảnh của các bạn tối quá thì các bạn có thể kéo sáng lên hoặc các bạn sáng quá thì các bạn có thể kéo giảm dần ánh sáng giảm tối đi cái này nó sẽ giúp các bạn có thể uh, căn chỉnh được cái uh, cái màu ở uh, cái ánh sáng toàn phần của bức hình của bạn nhé không riêng về khu vực nào Đây, cái tiếp theo là cái contrast. Contrast này nó sẽ giúp các bạn uh, uh, tăng cái độ sắc nét độ tương phản cho cái hình ảnh của các bạn khi các bạn kéo trong bên phải ấy, thì những cái khu vực trắng và khu vực tối nó sẽ tương phản với nhau tạo cái độ sắc nét à, nó cũng đồng nghĩa với cái việc là khi cái hình các bạn kéo nó tương phản nhiều quá thì cái hình nó bị cháy màu và à, nó bị sắc nét quá nó bị chói nó, nó không nó bị hỏng hình các bạn, nó không được đẹp hoặc là các bạn có thể kéo sang bên tay à, trái của các bạn nhé à, các bạn có thể kéo sang bên tay trái của các bạn để à, có thể À, giảm cái cái độ sắc nét, cái độ tương phản. Tức là khi các bạn kéo sang bên trái thì cái hình ảnh của các bạn những khu vực sáng nó sẽ giảm sáng và khu vực tối nó sẽ giảm tối, nó sẽ cân bằng hơn, nó à, cái cân bằng hơn, nó sẽ không không, không 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 sắc nét, không không tương phản nữa. đấy là cái việc mà các bạn có thể làm chủ được cái hình ảnh của các bạn này. Ví dụ như các bạn tạo cái hình ảnh của độ Vintech thì các bạn kéo sang bên trái một tí để cho nó mờ mờ áo áo đúng không độ cổ điển được dạ. rồi tiếp theo là cái công uh, cụ Saturation Công cụ Saturation này nó sẽ giúp các bạn uh, Tăng giảm cái độ bão hòa của hình ảnh của các bạn Tức là liên quan đến màu sắc các bạn nhé, tăng giảm màu sắc của hình ảnh khi các bạn kéo sang bên trái thì gần như là nó không còn hình ảnh nó không còn màu sắc nữa một số cái công cụ cái app thì nó vẫn giữ màu sắc nhạt thôi nhưng cái công cụ này cái app này photo phot này nó sẽ giảm gần như là còn trắng đen thôi à, ví dụ các bạn chụp hình mà nó bị không không có màu sắc nó tươi tắn như thế này thôi thì các bạn có thể kéo lên dần dần lên để tăng cái độ màu sắc của các bạn rực rỡ hơn Đấy. À, để tăng cái độ màu sắc rực rỡ hơn thì như cái hình uh, liên quan đến hình chân dung thì các bạn không nên tăng nhiều, tại vì nó sẽ bị bết màu, bị nát màu đó. Hoặc đối với những cái hình ảnh mà liên quan đến phong cảnh thì các bạn có thể kéo thoải mái làm sao mà thích hợp với cái con mắt của các bạn, cái độ đẹp của hình ảnh của các bạn. đấy, nó sẽ tăng maximum khi các bạn kéo sang bên phải uh, những cái vùng màu uh, như thế nào nó sẽ cộng thêm cộng thêm và đậm cái màu hơn. Các bạn nhìn thấy chưa? À, ví dụ mình kéo sang bên phải đây. Đấy rồi tiếp theo là cái clarity cho các bạn nha à, công cụ này rất là hay là nó cho phép các bạn zoom cái hình ảnh này để xem cái độ chi tiết này ví dụ được clarity thì nó sẽ tăng cái độ chi tiết của cái hình ảnh của các bạn hơn à, sắc nét hơn được chưa? nếu bạn kéo sang trái thì nó sẽ mờ hơn thì các bạn kéo sang phải thì tăng cái độ chi tiết nhiều hơn nét hơn thì cái này tùy vào cái hình ảnh của các bạn có chi tiết hay không thì các bạn có thể tăng lên à, tiếp theo là cái shadow các bạn nhá sa thì giúp các bạn tăng giảm cái vùng bóng tối bóng đổ của hình ảnh lên những cái khu vực tối nó sẽ tăng lên ví dụ như các bạn để ý những cái vùng tối nha ví dụ sau cổ của mình của tấm hình ấy thì nó sẽ tăng lên này hoặc là dưới cái ba lô hoặc cái quần thì nó tăng sáng lên à, hoặc là các bạn có thể kéo sang bên trái để tăng cái độ tối của cái khu vực sa đao lên à, ngược lại với sa đao là highlight nó sẽ giải quyết cái vùng sáng các bạn nhìn cái bãi cát phía trước nó, nó sáng như thế rồi hoặc là những cái đám mây khi các bạn kéo sang bên phải thì cái khu vực đấy nó sẽ tăng sáng hơn nữa cộng thêm sáng hoặc khi các bạn kéo sang trái thì cái khu vực đấy nó sẽ giảm sáng các bạn nhìn thấy không những khu vực sáng nhất hoặc sóng biển hoặc sóng nước các bạn nhá thì nó sẽ sáng lên hoặc là đám mây hoặc là cái bãi cát những khu vực sáng nhất nó sẽ uh, thay đổi cái vùng sáng đấy uh, hoặc là cái expo expo này sẽ giúp các bạn tăng giảm cái ánh sáng nó phơi sáng các bạn nhé. Nếu thì theo như bạn thì nó là cái kiểu như phơi sáng toàn phần của cái bức ảnh của các bạn. Nó không chỉ riêng gì cái khu vực nào. Tức là khi các bạn kéo sang bên phải thì nó cộng thêm sáng cho tất cả các vùng ảnh. Khi các bạn kéo sang trái thì nó sẽ giảm sáng cho tất cả vùng ảnh của các bạn. À, tiếp theo là cái gamma. Đây là một cái tia mà giúp các bạn kiểm soát được cái độ tương phản, độ sắc nét của hình ảnh của bạn như vậy. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi các bạn kéo sang bên trái thì nó giảm cái độ tương phản và cái độ sắc nét của cái tia gamma. À, dạ. bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ tăng sáng lên. Đấy. À, tiếp theo là cái black. Cái black này thì nó sẽ kiểm soát những cái vùng có màu đen các bạn nhá. À, nó sẽ thay đổi tăng giảm cái màu đen lên. Nó gần giống như cái shadow các bạn nhá. Tuy nhiên thì shadow thì nó sẽ giảm những cái vùng tối. Vùng tối của tất cả các màu sắc chứ không riêng gì cái vùng nào các bạn nhá. Còn cái black này nó chỉ kiểm soát những cái vùng có cái màu đen thôi. Các bạn hiểu rõ là như thế. Như vùng có cái màu đen thì nó sẽ tăng màu đen hoặc giảm cái màu đen cho các bạn à, cái Y này nó sẽ tăng cái màu màu trắng các bạn nhé Y là tăng giảm cái màu trắng của cái hình ảnh của các bạn khu vực nào mà có cái màu trắng thì nó sẽ tăng lên nếu như các bạn kéo sang bên phải và khu vực nào có màu trắng nó sẽ giảm đi nếu như các bạn kéo sang bên trái đấy là cái công cụ quay à, tiếp theo nữa công cụ Tempor Temporist cái cụ này là tăng giảm cái nhiệt độ cho cái hình ảnh của các bạn các bạn, hiểu năm nay như thế này khi các bạn đi chụp ảnh trong một cái điều kiện môi trường ánh sáng ví dụ thời tiết nó bị nắng quá nó bị cháy nó bị vàng ám vàng thì các bạn như thế này thì các bạn thì các bạn có thể kéo sang bên trái để giảm cái độ Ờ... Uh, rực độ cháy hạnh cảnh mà cái độ ám vàng của cái hình ảnh đấy độ chói mà còn khi các bạn chụp hình ở như cái Uh, điều kiện thời tiết, môi trường, ánh sáng ví dụ mưa, gió, u như lạnh như thế này, các bạn có thể muốn cho cái hình ảnh của bạn ấm áp lên thì các bạn kéo sang bên phải để tăng thêm cái màu sắc cam, sắc vàng, uh, độ ấm của hình ảnh của các bạn. Các bạn hiểu nôm na tức là trong cái nhiếp ảnh thì cái temperature này là nó sẽ giúp các bạn cân bằng sáng lại, các bạn trắng lại, cân bằng lại cái điều kiện môi trường của bức ảnh mà các bạn đã chụp nếu như các bạn chụp như các cái file raw thì các bạn rất là dễ dàng về chỉnh sửa trên máy tuy nhiên cái file raw thì không phải cái app điện thoại nào nó cũng cho phép các bạn sử dụng cái file đấy để các bạn chỉnh sửa mà các bạn phải sử dụng các cái công cụ liên quan đến thiết kế trên máy tính ví dụ photoshop adobe lightroom thì các bạn mới có thể chỉnh sửa các file raw đấy một cách dễ dàng được đúng không ạ các bạn muốn chuyển cái file đấy thành jpeg thì khi đấy file jpeg là một cái file nén rồi thì nó cũng không khó mà mà chỉnh sửa được à, giống như cái file gốc à, tiếp theo là cái sharpen các bạn nhá sharpen này nó giúp các bạn tăng cái độ sắc nét của hình ảnh này đấy à, nó cũng giống một cái công cụ khác mà lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn là cái công cụ uh, Clarity cái công cụ Clarity nên nó cũng tăng cái độ chi tiết của hình ảnh đấy thì cái công cụ này uh, công cụ uh, sharpen nó sẽ tăng cái độ sắc nét cho hình ảnh của các bạn À, nếu như cái hình ảnh của bạn chụp nó hơi bị mờ một tí thì các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn tăng cái độ sắc nét cho hình ảnh của các bạn, à, đúng không? Ví dụ bây giờ mình sẽ tính chỉnh cái 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 này theo cái tông màu phim chẳng hạn thì mình sẽ kéo bên trái này một tí để tăng cái độ uh, giảm cái độ tương phản này. Được à, cái màu thì mình không 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 cho cái màu nét quá, cho cái màu vừa phải thôi. Clarity thì mình không 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 đụng đến. Đấy. cái bách Uh, cái shadow này mình tăng sang bên phải tí để cho nó bớt cái vùng, uh, vùng 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 tối đi cái highlight mình giảm xuống sang bên trái một tí cho bớt vùng sáng này được chưa cái pro thì các bạn có thể giữ nguyên hoặc là tăng giảm tùy vào các bạn này tuy nhiên là cái kiểu như ảnh như là uh, cái cái ảnh định dạng theo kiểu uh, fintech thì các bạn có thể cho các cái, cái màu cho nó âm hơn nhạt hơn để tạo cái độ fintech cho hình ảnh của các bạn các bạn giảm sáng một tí này Đấy, cái nhiệt độ thì các bạn có thể tăng hoặc giảm theo cái tông màu của các bạn muốn. Ví dụ ở đây mình uh, tăng nhiệt độ lên, để cho tăng cái màu, được rồi. sắc nét, thì mình tăng lên một tí. Ở à, lúc này thì các bạn nhìn thấy được cái hình ảnh nó có, có một cái độ oh, uh, vintech nhẹ nhàng, được chưa? Sau khi các bạn xong rồi thì các bạn check vào đây. Sau khi các bạn check rồi các bạn hoàn toàn lại vào có thế này để các bạn có thể chỉnh sửa lại uh, thêm này. Đấy tức là cái bây giờ nó sẽ không liên quan đến cái lúc nãy các bạn nhé các bạn chỉnh thêm thôi các bạn chỉnh thêm à, để tạo cái độ hình ảnh một, một các hiệu ứng một lần nữa đó đấy đây là cái cách các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để các bạn làm chủ cái tông màu blend ảnh cho các bạn à, chỉnh một theo một cái tông màu cụ thể được chưa dạ. đây là cái hình gốc các bạn nha mình quay lại mình dẫn các bạn các cái hình khác các bạn có thể vào overlay để các bạn chọn cho mình một cái hiệu ứng uh, overlay uh, thích hợp cho cái hình ảnh của các bạn. trong đây có rất nhiều cái định dạng của overlay. cái nếu như các bạn mua tài khoản thì trong đây nó là một cái thư viện cực kỳ nhiều để cho các bạn có thể overlay cái hình ảnh của các bạn à, tạo cái hiệu ứng ánh sáng à, cho các bạn nhé. ví dụ như ở đây mình sẽ tìm một cái hiệu ứng các bạn nhé để đưa vào để cho các bạn à, hình dung rõ được cái overlay nó làm gì. ví dụ mình chọn cái ánh mặt trời này mình đưa lên trên này. À, không biết cái này là có đưa được không? mình nghĩ là không đưa được các bạn nhá cái này nó sẽ chỉ là là một cái hình mà cố định thôi đấy à, thì lúc này cái hình này nó nằm ở khu vực này nó sẽ không 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 có sự thay đổi nhiều đấy ở à, các bạn chọn cái cái overlay thì nó sẽ à, random cho các bạn các cái à, chế độ hòa trộn hoặc là các bạn có thể tự mình chọn cho mình một cái chế độ hòa trộn ở trong này đấy, tức là những cái hiệu ứng ánh sáng các bạn nha ví dụ như này À, rất là nhiều cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau này các bạn có thể chọn cho mình một cái hiệu ứng ánh sáng sau đó các bạn chọn cái uh, chế độ uh, overlay hoặc là uh, opacity này, này, opacity này nó rất quan trọng các bạn nhé các bạn có thể uh, quản lý cái uh, cái việc mà uh, uh, cái độ trong suốt của cái hiệu ứng này Đấy, các bạn có thể chọn độ trung xuất của hiệu này các bạn kéo giảm bước cái độ độ overlay đi à, sau đấy thì các bạn sử à, dụng cái công cụ bấm vào một lần nữa để nó hiển thị cái à, cái này cho các bạn chọn cái chế độ overlay này ví dụ mình chọn overlay các bạn nhìn thấy chưa thì nó sẽ có một cái hiệu ứng ánh sáng nằm phía trên cái hình ảnh của các bạn tạo cái sự khác biệt hình ảnh lung linh hơn đấy đó là cái công cụ overlay các bạn nhé ví dụ như các bạn chọn công cụ overlay sau và bạn tích vào tiếp theo là sticker thì trong này cũng có khá nhiều cái sticker để các bạn đưa vào cho hình ảnh của các bạn, ví dụ như uh, về về du lịch này rồi vân vân. Uh, cũng khá là nhiều, các bạn có thể chọn uh, cho mình, ví dụ như mình chọn cái cái này. Các bạn nhìn thấy chưa? Uh, mình chọn cái công cụ này, mình đặt ở đây. Đây là một cái sticker thôi, thì nó cũng khá là hay. Uh, like uh, like a better at the big, đấy, nó rất hợp với cái khung cảnh này đúng không ạ? Thì các bạn chọn một cái, cái cái ticker mình đặt các bạn đặt xuống đây và cái ticker này các bạn có thể làm gì với cái ticker này à, các bạn có thể rì loạn một cái ticker khác đè lên cái ticker các bạn vừa chọn này à, được chưa à, hoặc là các bạn có thể lật cái ticker này à, được chưa hoặc là các bạn có thể à, thay đổi cái opacity của ticker của các bạn nó trong suốt hay là nó hiển thị rõ hoặc là các bạn có thay đổi cho cái chữ của ticker của các bạn này đấy À, ví dụ như các bạn không thích màu đấy thì các bạn chọn màu khác ví dụ một đen một đỏ một trắng màu à, xanh gì đây nó cũng có một số cái màu thôi hoặc là các bạn có thể vào trong này để các bạn chọn trực tiếp một cái màu cụ thể nào đấy trong cái à, thư viện màu à, sticker color luôn đấy, ví dụ các bạn chọn một cái màu này chẳng hạn hoặc là chọn một cái màu gì bất kỳ tùy các bạn thôi à, bạn bấm vào đây để chọn một cái, cái màu kéo cái thanh chuột này để di chuyển tìm một cái màu mà các bạn ưng ý đó ví dụ mình chọn cái màu này, ok, đấy là cái việc mà các bạn chọn cái sticker. Tiếp theo là cái frame này các bạn nhé frame thì nó sẽ giúp các bạn tạo các cái frame khác nhau trong cái thư viện này thôi, đúng không? Có một số cái frame ví dụ như phim này chẳng hạn, đấy, đấy là các bạn chọn frame. Rồi cái text thì các bạn có thể chèn text vào này. Ví dụ như đây mình thấy cái hình ảnh này mình chụp ở như cái chỗ hoa vàng có xanh thì mình ghi là Phú in hoa vàng có xanh đó. Đúng không? hoa vàng có xanh. Đó, ví dụ mình ví dụ như thế các bạn nhé, thì đây cái chữ này mình đã viết xong, ok. Các bạn có thể đặt tùy vào cái, cái cái nơi mà các bạn cần đặt. Sau đấy thì các bạn chọn cho nó một cái background color chẳng hạn này, đấy. Các bạn chọn cho nó một cái background color. Đấy hoa vàng có xanh thì các bạn cho cái background uh, như thế nào tùy của các bạn đấy. Bích background màu này. À, sau đó xong thì các bạn check này. À, tiếp theo là các bạn chọn cho cái màu chữ này. Các bạn có thể hoa vàng thì các bạn cho cái chữ màu vàng chẳng hạn, đúng không? À, cái background color thì các bạn có thể chọn không màu hoặc là có màu tí của các bạn nhé. Rồi ok. À, tiếp theo là các bạn có thể chọn phun chữ này. Trong đây có một trong thư viện máy của các bạn, các bạn có thể chọn cái phôn chữ cho cái cái hình ảnh của các bạn này. đấy, các bạn chọn một số cái phôn chữ. tuy nhiên, cái phôn chữ mà liên quan tiếng việt nó khá là ít các bạn nha thì các bạn có thể tùy chọn một cái phôn chữ này. À, hoặc là các bạn align cái chữ này theo cái uh, left right hoặc là center. nếu như các bạn uh, có nhiều cái dòng, nhiều cái chữ, uh, nhiều cái dòng. ví dụ như ở đây mình sẽ, uh, đây, mình sẽ ăn xuống có hai dòng này, chẳng hạn các bạn nhìn thấy chưa? thì lúc này mình sẽ align cho cái chữ này left, right, center được các bạn nhá. đấy. Thì cái chữ nó chữ thế thôi. hoặc là bảo thêm chữ nữa này. À, tùy vào các bạn. hoặc các bạn có thể uh, thêm chữ, thêm chữ. hoặc các bạn bấm vào đây để scale nhỏ lớn này, tùy ý này. À, đưa một cái uh, này đến một cái khu vực khác nào mà các bạn mong muốn. À, ví dụ mà các bạn chọn cái background màu khác đi, các bạn để như thế này. À, và các bạn cho cái độ trong suốt nó vừa phải thôi Ồ, ví dụ như mình chọn cái này chọn trong suốt các bạn nhìn thấy chưa hoặc là các bạn mình mình chọn màu trắng nha các bạn nhá chọn màu trắng đấy, sau đấy mình chọn cái chữ màu đen à, mình chọn màu trắng nha à, đầu tiên là mình chọn màu trắng này Giờ mình cho cái độ trong suốt của cái nền nó vừa phải thôi để thấy được cái cổ phía dưới à, sau đấy thì mình chọn cái chữ màu đen đấy để cho nó nổi cái cái, cái 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 chữ của mình lên chẳng hạn ví dụ như thế thì các bạn sau khi xong thì các bạn check vào đây để ok hoặc các bạn không thích nữa thì các bạn có thể xóa cái này đi tất cả đều các bạn đều có thể xử lý xóa được các bạn nhé hoặc cái chữ này các bạn cũng thể xóa này được dạ. chưa rồi à, sau khi các bạn ok xong rồi thì các bạn là đấy à, rồi, tự nhiên quay ra xin lỗi các bạn nhé đây còn mấy công cụ nữa, mình chọn một cái hình nào đấy mình hướng dẫn các bạn luôn không cần cái hình cũ nữa các bạn nhé Ví dụ mình chọn cái hình này Được chưa Tiếp theo là cái text design này Thì cái text design này uh, Thì các bạn cũng thay gõ thôi Gõ một cái chữ vào Design Ok Mình sẽ gõ một cái chữ khác Mix trong đại Đúng không ạ Ok Ví dụ mình chọn cái chữ này uh, Và mình uh, Ok Thì lúc này cái chữ này Nó sẽ nằm ở giữa đây cho các bạn và các bạn sẽ chọn các cái style khác nhau cho cái chữ của các bạn ví dụ như này à, giống như cái kiểu template đó các bạn nha các bạn có thể chữ thì cái chữ nó sẽ apply cho các bạn mình sẽ không để chữ tiếng Việt nó bị lỗi phone các bạn nha vì không phải lúc nào cũng có phone tiếng Việt thì các bạn có thể vào đây để chọn cho mình một cái style áp uh, app vào à, nó cũng không có nhiều cái style lắm Tuy nhiên thì các bạn có thể chọn một trong số cái style này để các bạn sử dụng Đây là cái tích art các bạn nhé hoặc là cái brush này, cái brush này thì giúp các bạn vẽ cái cái brush trong cái màu của các bạn các bạn đầu tiên các bạn chọn cái màu này, ví dụ mình chọn một tím nó, ok, sau đấy thì mình chọn cái size của cái brush các bạn có thể nhìn cái size đây, các bạn thấy được size lớn này nhỏ, à, tiếp theo là cái độ sắc nét và cái độ bo sắc cạnh của cái brush đấy, à, các bạn có thể chọn cái blur đó, uh, ít hay nhiều, dạ. ví dụ các bạn không muốn cái brush nó sắc cạnh thì các bạn chọn cái định dạng này hoặc là các bạn muốn cái rớt này nó sắc cạnh được chưa thì các bạn kéo lên thẳng đây thì lúc này các bạn vẽ những cái cạnh của cái rớt này nó sẽ sắc hơn đấy là cái công cụ giúp các bạn vẽ cái rớt hoặc là cái focus focus này thì để bây giờ mình sẽ mở một cái hình khác để cho các bạn thấy à, là cái, cái cái việc mà các bạn sử dụng cái focus à, ví dụ mình chọn cái hình này các bạn nhìn thấy chưa thì cái hình này các bạn muốn focus cho cái um, cái mặt thôi còn cái phần khác nó bị nhòe đi thì các bạn chọn cái vùng tròn này các bạn nhìn thấy chưa các bạn có thể nắm giữ kéo cái này để tăng giảm cái độ focus nhẹ nhàng hoặc là mạnh à, thì tùy thuộc vào các bạn nhá đấy các bạn có thể uh, tăng giảm tùy ý này để uh, xóa phông cái kiểu như thế này là xóa phông các bạn nhá xóa phông theo hình tròn này xóa phông theo hình vuông này đấy hoặc linear line này hoặc là xóa phông theo kiểu các cái, cái hình nhỏ 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 một một cái dạng lưới góc sun blur đấy thì các bạn có thể chọn shop không cho mình đấy thì ví dụ như sau khi các bạn làm xong thì các bạn bấm vào đây để các bạn download cái hình ảnh của bạn về thôi đúng không đấy thì đây là một cái công cụ nó quảng cáo nên các bạn đấy ok thì sau khi các bạn tải cái hình về thì nó sẽ nằm trong thư viện của các bạn đúng không cái hình này cái mình các bạn nhìn thấy chưa hình này mình mới tải về này đấy thì các bạn có thể Uh, sau khi các bạn làm xong thì các bạn xuất cái file tải về để sử dụng cho các cái công việc của mình ví dụ như upload lên trên các mạng xã hội vân vân uh, thì bây giờ mình vừa giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng của cái, cái công cụ uh, uh, Photoshop một công cụ khá là hay giúp các bạn có thể blend màu và chỉnh sửa hình ảnh một cách khá là ok nếu như các bạn um, À, có thể mua được cái tài khoản của cái ứng dụng này thì nó cũng có khá rất là nhiều cái màu hay ho để các bạn có thể sử dụng được à, đúng không đấy hoặc là các bạn có thể chỉnh bằng tay bằng các công cụ này nó khá là mạnh các bạn có thể thử à, đấy trong đây có rất nhiều cái bộ lọc màu mà họ bán các bạn nhé bộ lọc màu cũng khá là đẹp đấy nếu như các bạn mua cái tài khoản này thì các bạn có thể sử dụng những cái bộ lọc màu khá là hay à, bắt mắt đấy à, thì bây giờ mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng công cụ của... Uh, Photoport của à, uh, Hy vọng những uh, cái giới thiệu ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc mà chỉnh sửa ảnh bằng cái công cụ này. Uh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các uh, phần giới thiệu về cái video khác liên quan đến thiết kế đồ họa và chỉnh ảnh, chỉnh sửa, cắt ghép video. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công.